của công ty VN Simulation thì phải đến 90% là sản phẩm là được sản xuất tại Việt Nam. Về phần linh kiện, về toàn bộ là phần mềm. Phần mềm cũng do kỹ sư Việt Nam viết. Phần mềm là do Việt Nam viết, điện tử cũng do Việt Nam thiết kế, kỹ sư Việt Nam thiết kế. Ok, thì mình hiện tại đang ở là 297 Vĩnh Hưng anh em ạ. Nhưng mà đây không phải là công ty thực phẩm gì đâu nhá. Thế giới thần tiên nằm trong này anh em ạ. Nếu mà anh em đang ở khu vực kiểu châu Mỹ, châu Âu ấy hiểu ấy, thì chắc chắn là cái khu vực nhìn trông có vẻ hoang sơ này thôi. Nó đang sản xuất những cái đồ cho anh em dùng đấy anh em ạ. Bởi vì nhá, trong này là một nơi sản xuất những thiết bị giả lập xe hơi anh em nhá. Không phải đua xe gì cả mà giả lập xe hơi chung chung thôi. Tức là sẽ có tất cả mọi thứ đầy đủ luôn. Bây giờ thì hãy cùng mình vào để xem là họ đang sản xuất những thứ gì. Và đứa con tinh thần, đứa con vật lý của họ là cái gì nhá. Em chào anh ạ. À, vâng, xin chào. Chào anh. Ủa, xin giới thiệu anh em, đây là anh Hoàng, là tổng giám đốc công ty VNM Simulation. Rồi, thế thì em thực sự thì nói thật là em cũng là một người thích đua xe thôi. Nhưng em chưa phải một người đam mê, thì liệu rằng anh có thể gọi là giải thích về cái công ty của mình không? Nói rõ hơn về công ty của mình cho các bạn xem được không? Công ty VNM Simulation thì tiếng Việt của mình là công ty cổ phần thiết bị mô phỏng VNM. Thì công ty thì chuyên sản xuất các thiết bị liên quan đến việc mô phỏng một chiếc xe ô tô, mô phỏng một chiếc máy bay. Vâng. Đấy, thì hiện tại thì công ty của bên em thì đang sản xuất các thiết bị này và đang xuất khẩu. Xuất khẩu ạ? Xuất khẩu rồi. Em có nghe được là anh đã xuất khẩu ra rất là nhiều các khu vực rồi. Thì hiện tại là thị trường của anh là ở khu vực nào nhỉ? Hiện tại sản phẩm của công ty cổ phần mô phỏng thiết bị mô phỏng VNM thì đang được phân phối chính hãng tại các nước như Mỹ này, Canada này, Đức này, Hà Lan này, Phần Lan này, Nhật này, Hàn Quốc này, Úc này, New Zealand này. Nhiều nước ấy, tức là cái thị trường của anh là đã rất là lớn trên toàn cầu rồi. Đúng rồi, thị trường của mình cũng tương đối. Số lượng khách hàng của anh chắc cũng phải lớn lắm đấy nhỉ? Số lượng khách hàng thì mình cũng không thể nắm được khách hàng thì mình nó thông qua các nhà phân phối. Thế thì cho em xem được những cái sản phẩm hiện tại của anh đây không? Em thấy cái bộ này to kinh khủng khiếp đây. Thế anh có thể giới thiệu qua những cái sản phẩm của anh mà anh đang gọi là sản xuất và gọi là đi ra các thị trường đúng không ạ? Rồi. Hiện tại thì sản phẩm của bên công ty VM Simulation thì nó có đã có 3 sản phẩm là đã được thương mại hóa, tức là bán trên thị trường. Đó là bàn đạp này, cần số này, phanh tay. Kia là anh có 2 loại cần số đúng không ạ? Là đúng rồi. Cái chiếc cần số dài kia thì nó chỉ gọi chiếc cần số tuần tự. Thì cái sản phẩm này cũng chắc là sẽ được bán khoảng cuối năm nay, bắt đầu được tung ra thị trường. Cuối năm nay là sẽ tung ra thị trường em nhá, anh em nhớ nhá. Bởi vì nhá, có khả năng cao là trong khoảng tầm 2023 anh nhỉ, 2023 là VNM sẽ có một gọi là hệ thống, một cái mạng lưới luôn, một ecosystem về các đồ đua luôn, để anh em mua một phát là đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết. Đấy, ví dụ như là ở đây đang có là vô lăng này, cái trục vô lăng này, cái phản hồi lực của vô lăng này, nào thì cần số hai loại này, phanh tay này, và còn có cả bàn đạp nữa. Thế có những cái gì mà anh nói thật là em rất là ủng hộ người Việt Nam, em rất là ủng hộ tất cả những sản phẩm Việt Nam, nhưng mà liệu rằng nhờ sản phẩm của anh có những gì khác biệt, có những gì đặc biệt so với cả những cái hãng khác trên thị trường bây giờ nhỉ? Mình nói về ở Việt Nam thôi nhá. Vâng, Việt Nam, nói về Việt Nam. Nó nhỏ, tại vì sản phẩm của VNM thì nó hướng đến gọi là khách hàng khó tính. Khó tính ạ? Khó tính, đúng rồi. Khó tính, mà mình rất thích làm việc những người khó tính. Càng người khó tính thì sản phẩm nó càng tốt. Đúng đấy. Thì thứ nhất là về khi mà đối với sản phẩm cấp cao, gọi là cấp ở Việt Nam ấy, thì mình hiện tại ở Việt Nam mình đang không có những các nhà phân phối chính hãng đúng không? Vâng. Cái đấy đúng, tại vì nói thật là đa số mọi người em thấy là mọi người dùng Logitech. Cái đấy thì chính hãng không nói gì rồi, nhưng mà những cái hãng to như là Fanatec này, hãng Thrustmaster này, một số hãng to nữa em không biết lắm, nhưng mà công nhận là mọi người sẽ mua theo kiểu gọi là xách tay về hay thứ kiểu về, chứ không sẽ không có bảo hành bảo hộ. Đúng rồi. Của anh thì
khoảng tầm cái đồ anh thì sẽ khoảng tầm bao nhiêu phần trăm là do người Việt Nam làm, made in Việt Nam nhỉ? À, đồ của công ty VN Simulation thì phải đến 90% là 90%. Sản phẩm là được sản xuất tại Việt Nam. Về phần linh kiện, về toàn bộ là phần mềm. Phần mềm cũng do kỹ sư Việt Nam viết. Phần mềm là do Việt Nam viết, điện tử cũng do Việt Nam thiết kế, kỹ sư Việt Nam thiết kế. 10% là cái Việt Nam mình không sản xuất được, như ví dụ như là chip các linh kiện điện tử mình không thể sản xuất được, mình buộc rằng phải nhập từ USA. Đấy, nhưng mà em công nhận là cái đồ này của anh trông cũng quách thật đấy. Thế nhưng mà thực sự thì em cũng không biết rằng là nó có khác biệt gì so với cả những cái đồ phổ thông ở bên ngoài nhỉ, ở đồ phổ thông ở Việt Nam bây giờ anh. Thì đúng là khi mà một người dùng không về chuyên mặt kỹ thuật ấy, nhưng mà nhìn thì không thể phân biệt là tại sao một thằng sản phẩm nó đắt thế, sao một sản phẩm nó rẻ thế. Thì anh có thể nói về ví dụ chiếc phản hồi lực này chẳng hạn. Thì các sản phẩm phổ thông ấy thì để giảm giá thành thì họ dùng các cái motor rất là nhỏ, chỉ tầm khoảng 100W thôi. 100W. Rồi họ sẽ dùng dẫn động bằng dây cura hoặc dùng bánh răng để họ khuếch đại cái lực. Nó sẽ nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là một là khi mà không có phản hồi lực em vẫn cảm nhận được là nó đang có lực lại cho mình. Cái thứ hai là về cái phần liên quan đến việc là cái gọi là cảm biến góc đằng sau này. Nó thì họ chỉ làm hàng nó gọi là máy với dài vừa phải, cho nên là cái độ chính xác nó không cao. Dẫn đến là khi mà mình lái xe thì nó sẽ có những gợn nhỏ khi lái. Nó sẽ không tạo ra cảm giác thật khi là mình mong muốn của những ông đua xe là cảm giác mặt đường như thế nào, thì tôi muốn cảm nhận như thế ở tay lái của tôi. Vì vậy là cái Drift Driver này, đây là cái tiếng Anh Driver, nó chính là cái bộ phản hồi lực, tức là cái này là một cái động cơ trực tiếp chuyên thẳng luôn, chuyên thẳng cả trực tiếp vô lăng. Đúng rồi. Uầy, thế thì chắc rồi. Thế này lực chắc phải to lắm nhỉ, lực phải nhiều lắm không? Cái lực phổ thông bình thường của mình hay dùng nó từ tầm 2,4 đến 5 Nm. Thì con động cơ này là khoảng tầm 20 đến 25 Nm. 20-25 nó khá là nhiều. Thì xe thật thì nó dao động từ 10 đến 15 Nm. Đấy, nhưng mà mình không nên chạy hết công suất để của động cơ được, thì mình sẽ phải tầm cao hơn. Thế còn về cái khu vực chân bàn đạp này, em thấy nhìn trông công nhận là nhìn trông ố dề rồi đấy. Nhìn trông của chân đạp ố dề rồi đấy, nhưng mà cái chân đạp này thì em cũng từng thấy rồi. Nhưng mà khác gì so với những cái kiểu hàng của hàng cơ bản ở Việt Nam anh nhỉ? Ở hàng cơ bản Việt Nam thì họ thường dùng là biến trở có tiếp xúc để mô phỏng được, để tính toán được cái hành trình di chuyển của bàn đạp. Toàn bộ là phần chân ga và chân côn có anh dùng cảm biến góc, tức là không tiếp xúc đấy. Và chân phanh thì dùng cảm biến trọng lượng. Như em biết ấy, thì khi mà xe đối với chân phanh mình đạp xe thật ấy, là khi mình nó không phải dựa vào hành trình của em, mà nó dựa vào là cái lực đạp của em khi em đạp phanh. Đấy, thì cái này nó sẽ khác là khi em ví dụ hành trình khi mình gần đến đoạn cái má phanh tiếp xúc vào cái đĩa ấy, đĩa phanh, là nó chỉ rất ngắn thôi là bắt đầu nó phanh rồi. Nhưng mà ở cái hàng phổ thông là họ dùng biến trở, dẫn đến là cứ đạp bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Cao nhiều dẫn đến là nó sẽ gây cảm, nó tạo ra cảm giác hoàn toàn khác. Khi nó không thật nữa. Không thật, đúng rồi. Em nói thật là mấy cái bộ này anh làm như này là cái cuối cùng là để đem lại một cái cảm giác đua xe thật nhất. Đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ anh em ơi, cùng mình thử ngồi lên đây và kiểm tra xem bộ này nó như thế nào nhỉ anh em nhá. Ui, em từng được sờ vào cái con G29 rồi. Đấy, tức là cái chân mà nạp mà con này sướng hơn rất nhiều lần. Ui, mà sao cái chân cô này thích. Mà em thấy lực nó cũng khá là mạnh, đúng không? Đây là cái này, lực này có thể chỉnh không anh ạ? Cái lực này mình sẽ chỉnh được. Thì tất cả cái mô phỏng này thì mình có thực tế, mình bên mình là có tham gia vào các cái
cái xe đua xe thật đấy, họ có xe đua thật và mình sẽ đến, họ sẽ tư vấn nữa, cùng họ nghiên cứu đấy, xem là bao nhiêu lực, bao nhiêu lực, feeling, gọi là cái cảm giác nó đúng như xe thật. Thế này là, nhưng mà tức là nếu mà về cái này là có thể tùy chỉnh vào từng người đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ không được nhẹ như là các cái cần số phổ thông, thì nó yêu cầu bắt buộc là cái những cái xe này nó phải gần giống xe thật nhất. Ở đây là có 3 món, em thực sự em chỉ biết mỗi cái món này thôi là số giả. Đấy mà, ui, trong này kim loại hết rồi anh. Đúng rồi, thường là kim loại hết. Ui, phê thế. Anh em, nếu mà anh em dùng cái cần số shifter của Logitech ấy, thì anh em biết là nó toàn nhựa thôi. Và cảm giác nó rất là lào lẻo ấy. Cái này nhá, lực nó cực kỳ là mạnh luôn. Mà nó kiểu, như kiểu là anh em đổi từ bàn phím cao su sang phím cơ ấy. Đấy, cái này thì hiện tại giá của anh là bao nhiêu nhỉ? Giá của chiếc cần số này ở Việt Nam thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 6.3 triệu. 6.3 triệu bao gồm VAT. Đấy, tại vì đây là toàn kim loại hết mà anh em, full kim loại mà làm sao mà có thể những sản phẩm thông thường nó sánh vai được đúng không? Thế còn hai cái này là cái gì anh? Nhìn trông to là đường em không biết là cái gì nữa. Đây là sản phẩm này là sẽ được ra mắt dự kiến theo kế hoạch là tầm khoảng cuối năm nay. Đó là chiếc cần số tuần tự. Nó sẽ mô phỏng cái cần số là chỉ có tiến lùi này thôi. Ủa. Ủa. nó cứ tiếng nó cứ như này anh. Đúng rồi. Ui, chính ấy. Cái này cũng là hoàn toàn 100% kim loại. Đúng rồi, toàn bộ của bên em là không, gần như là không nhựa, gần như là không có nhựa, chỉ có những chi tiết đệm nhỏ nhỏ thôi. Đây là đệm kim loại và chắc đây là, em không biết đây là cao su hay da, đây là cao su. Đây sẽ là kim loại hết. Đây là kim loại. Em đang cầm bàn tay em chẳng biết là được. Rồi thế thì cái tay này là sắp ra, là dành cho những anh em nào đua xe là theo kiểu gọi là đây là lùi, đây là tiến hay là như nào? Khi kéo xuống thì sẽ là lên số, và khi đẩy lên sẽ là số. Thế còn bên này là gì anh? Đây là chiếc khoanh tay. Khoanh tay ạ? Khoanh tay để dành cho những người mà thích đi xe biểu diễn. Trượt là các drift luôn anh. Drift rồi rồi. Có thích, bây giờ câu hỏi cuối cùng của em trước khi em bắt đầu đua xe, thì cái bộ này là do anh đi mua đâu về hay là do anh gọi là phát triển và sản xuất đấy anh? Cái bộ này là dành cho là kỹ sư của Việt Nam phát triển toàn bộ là đấy. Nhưng mà như em thấy như đây là nó rất là cồng kềnh đúng không? Vâng, cồng kềnh như này thì nó diện tích khoảng tầm bao nhiêu? Diện tích này nếu mà để một bộ hoàn chỉnh này nó phải tầm 5m2. 5m2. Nó sẽ quá lớn cho một cái phòng riêng của một cá nhân gì vậy. Thì bên anh sẽ tối ưu để làm nhỏ hơn, nó chỉ tầm khoảng 2m2 thôi. Tại vì em cũng biết ở trên thế giới là cũng có một vài cái bộ rồi, nhưng mà em chưa thấy mấy cái bộ nào nó quách xà lách như này. Cái này là anh đang có tổng cộng là bao nhiêu piston anh nhỉ? Cái này nó đang có tầm 6 piston. 6 piston to đùng luôn. Ôi giời ơi. Mô phỏng 3 chiều. Mô phỏng 3 chiều tức là nó giống như kiểu là một cái bát xong nó cứ xoay xoay. Xoay em trái phải lên xuống. Thế cái này nó có liên hệ kết trực tiếp với cả game mà em chơi không? Có chứ. Khi mà người dùng vào game và sẽ chọn game nào mà họ muốn sử dụng cái này, khởi động lên thì lập tức là hệ thống nó sẽ nhận. Tức là cái game nó sẽ kết nối trực tiếp với cả cái hệ thống. Và tất cả những cái gọi là thông số về kiểu xe rung lắc ngửa như nào nó sẽ về đây. Đúng rồi. Uầy, thế thì bây giờ mình phải trải nghiệm ngay anh em ạ. Bắt đầu chơi thôi. Ôi, nhưng mà căng thẳng quá. Rồi cái phản hồi lên người căng thẳng quá. Trời ơi, mình học ô tô rồi, nhưng mà mình lần đầu tiên là mình được lái một cái bộ phản hồi lực này mà đua kiểu GT, đua đớt 2, chạy Assetto, Corsetta, AC và ACC anh em ạ. Đấy, thì thực sự nhá, mình trải nghiệm bằng tay, trải nghiệm bằng mông, trải nghiệm bằng người nên là rất là khó tả bằng mồm được. Nếu mà anh em muốn trải nghiệm ấy thì anh em có thể qua, đó chính là 297 Đám Y Hưng. Đấy, để anh em xem là anh em nhìn cái bộ này và trải nghiệm nó thực sự như nào. Bởi vì có rất nhiều cái tựa game đây đều hỗ trợ hết. Và ví dụ đây, như mình đã nói này, đua F1 này, đua xe GT này, giả lập các thứ kiểu lái sân lái sủng, các thứ luôn. Và anh hình như anh có cả kính VR đúng không? Đúng rồi, anh có cả kính VR. Anh có cả kính VR luôn thì anh em ngồi ngợp luôn, mình hứa. Thế thì
Theo như mình vừa nói là sẽ có trong khoảng tầm 2023 là Jeep sẽ có một cái hệ thống hệ sinh thái về VDM đấy, simulation, thì anh em có thể qua rất là nhiều cái cửa hàng. Và đặc biệt nhá, sắp tới đây Hacom chúng mình cũng sẽ nhập một vài những sản phẩm về, như là bàn đạp này, cần số này, cánh tay này, những cái đấy thì mình có thể nói nhá. Tuổi, thấy không? Những sản phẩm bây giờ tuổi. Ok à. Những cái thứ mà anh em đang trải nghiệm mà cơ bản ấy, một cái kit khoảng tầm 7 triệu, 10 triệu không là gì đâu. Nó thật, mình hứa với anh em thế, bởi vì mình trải nghiệm rồi. Đấy. Thì về tại sao mua những sản phẩm này nó lại tốt? Bởi vì đơn giản là đây là sản phẩm made in Việt Nam. Thế nên là anh em có thể thoải mái chat hỗ trợ này, bảo hành này, hay kể cả sau này hết bảo hành ấy, anh em có thể hỏi anh em ý và anh em vẫn sẽ hỗ trợ nhiệt tình hết mình luôn. Cái mình cũng đã nói chuyện với anh ý một là lúc nãy chúng mình có ngồi đây này gọi là họp nữa, họp mà nói chuyện, mình thấy rằng là anh em một người có một đam mê rất là cao, một tâm huyết rất là lớn với cả gọi là giả lập đua xe như này, những cái giả lập xe ô tô như này. Và mình tin chắc rằng là mình hy vọng rằng nữa là bên em có thể phát triển một cách mạnh mẽ và có thể đi tới không chỉ tại Việt Nam mà toàn thế giới luôn, sánh vai với Trung Quốc, Nam Châu như bác Hồ đã kể vậy. Rồi thì nói chung là video này đã hết rồi, thì hy vọng là anh em có thể qua Hacom và sắm cho mình một sản phẩm này trong tương lai nhé, trong thì tương lai em tương lai gần nhé, tiếng Pháp là future post và tiếng Anh là near future đấy rồi nhá. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại video sau nha, bye.